Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng, máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng các anh em đã quay trở lại và trong video này, chúng ta sẽ nhìn lại một chút về một thương hiệu đã từng làm mưa làm gió trên thị trường di động, thậm chí từng vượt mặt cả các cựu vương di động cũ như Nokia hay BlackBerry trong quá khứ, đó là HTC. Được cái là trong những tháng ngày huy hoàng nhất, hoặc ít nhất là khi sắp xuống lỗ thì HTC vẫn là một hãng di động thể hiện được nhiều sự sáng tạo, có được sự khác biệt nhất định trên thị trường. Còn máy mà chúng ta cùng nhìn lại hôm nay sẽ là mẫu HTC U Ultra với giá bán khá dễ mua, chỉ loanh quanh một củ khoai trên nhà kho X là các anh em có thể tậu về để nghịch ngợm hoặc siêu tầm chơi cũng được. Còn bây giờ anh em sẽ tâm sự tình cảm nhẹ nhàng một chút về con HTC U Ultra này ở thời điểm hiện nay sẽ như thế nào. Về cơ bản, chiếc HTC U Ultra là mẫu điện thoại được ra mắt vào đầu 2017. Được định hình là chiếc máy cao cấp nhất lúc đó của công ty Đài Loan để đối đầu với các mẫu flagship khác cùng thời điểm đó kiểu như Samsung Galaxy S8, iPhone 7 Plus hay thậm chí là LG G6 chẳng hạn. Đúng như truyền thống của những năm cuối đời nhà HTC thì mẫu U Ultra này đã thất bại thảm hại, đến mức từ giá gốc tới 18 triệu đồng. Con máy này giảm không phanh xuống loanh quanh 5 triệu đồng chỉ sau 1 năm ra mắt. Và giờ sau 6 năm, nó còn khoảng loanh quanh một củ, tức mất giá tới 95% rồi. Khá là kinh khủng phải không anh em? Bù lại thì con máy này có khá nhiều điểm hay ho đáng chú ý, kể cả ở thời điểm này mà mình sẽ chia sẻ với anh em ngay bây giờ. Đầu tiên, thiết kế sẽ là điểm cho thấy U Ultra xứng đáng là một con điện thoại flagship của năm 2017, dù mang thiết kế khá lỗi thời với màn hình 16:9 tương tự iPhone 8 cùng thời điểm. Điểm ăn tiền đầu tiên là ngôn ngữ thiết kế kim loại lỏng khá kêu mà HTC đặt cho chiếc U Ultra, tức là làm bóng cực mạnh phần mặt lưng máy và khung máy để đem đến cảm giác cao cấp và thực tế là lớp sơn bóng ở mặt lưng của máy nhìn khá sang. Sáng, thậm chí soi gương cũng được, kết hợp chất lượng chế tác rất tốt nên máy cầm cho cảm giác thích, nhẹ nhàng, chắc tay nhưng đáng tiếc là không hỗ trợ chống nước, bụi cũng như là nó bị đánh bóng quá mức nên rất dễ xước và bám vân tay, nên là các anh em cần lưu ý không nên đem đi nghịch bẩn, cũng như không hề có sạc không dây ở đây. Mặt trước máy là màn hình lớn 5.7 inch và với kiểu thiết kế này thì nó tương đương một chiếc iPhone 15 Pro Max lớn nhất bây giờ. Màn hình được vắt cong ở cạnh với phần viền dày cộp cả trên và dưới là nút home kiêm cảm biến vân tay lẫn hai nút cảm ứng của Android đặt sệ xuống sát viền dưới nhìn khá là nhức mắt. Rõ ràng là kiểu thiết kế này nếu so cả với tiêu chuẩn của năm 2017 cũng đã khá mất cảm tình rồi vì khi đó điện thoại màn hình tràn viền cũng đã có khá nhiều. Đặc biệt là thằng nhà giàu iPhone X, bù lại thì máy còn có thêm một màn hình phụ thứ hai ở bên trên màn hình chính cho khả năng hiển thị liên tục mà chúng ta sẽ nhắc đến ngay bây giờ. Về màn hình, chiếc HTC U Ultra có thể coi là một con hàng độc lạ trong giới smartphone vì cho đến giờ vẫn khá là hiếm các điện thoại được trang bị hai màn hình cho hai chức năng riêng biệt cả. Màn hình chính của máy có độ phân giải 2K trên tấm nền Super LCD cho chất lượng hiển thị đẹp, màu sắc trong trẻo nịnh mắt nhưng lại tồn tại một điểm trừ rất nặng là độ sáng thấp khiến trải nghiệm khá là tệ dưới trời nắng. Phần màn hình phụ thứ hai của chiếc U Ultra thì có vẻ khá khẩm hơn vì nó hỗ trợ hiển thị liên tục kể cả khi tắt màn hình và có một số lối tắt cho anh em thao tác nhanh mà không cần bật màn hình chính kiểu như chơi nhạc qua Google Play Music, xem thời tiết, gán danh bạ nhanh hoặc gán một số nút truy cập ứng dụng nhanh chẳng hạn. Chấm. Về tính năng và hiệu năng, vì là một con điện thoại đã bị khai tử nên chiếc HTC U Ultra hiển nhiên sẽ bị giới hạn rất nhiều tính năng khi mà sử dụng ở thời điểm bây giờ. Nó được nâng cấp lên tối đa hệ điều hành Android 8 với giao diện Sen cùng bộ ứng dụng Sen Companion dựa trên trí tuệ nhân tạo AI nhưng thực tế mà nói, những thứ này ở thời điểm bây giờ đều đã bị khai tử sạch sẽ rồi. Kể cả một số dịch vụ giao diện tùy biến màn hình cũng tạch nốt, đó là cái giá phải trả khi sở hữu một con máy có độ tùy biến cao nhưng bị đem con bỏ chợ, không khác gì các con máy Nhật Bản cả. Được cái là giao diện Sen của HTC vẫn khá đẹp và ngon hơn so với Android gốc, ít nhất là khi xét về các tính năng có sẵn đi kèm kiểu như ghi âm hay thời tiết chẳng hạn. Bên cạnh đó, con máy này được trang bị khả năng tăng cường âm thanh USonic, nhưng cũng chỉ dành độc quyền cho tai nghe USonic của hãng. Nhưng được cái là nếu anh em còn giữ được cái tai USonic này thì nghe nhạc hay thật, thậm chí đến giờ vẫn rất tốt khi so với nhiều tai True Wireless đắt tiền luôn. Trong khi đó, về phần hiệu năng, có thể nói đây là một điểm tạm chấp nhận được khá ổn với tầm tiền của chiếc HTC U Ultra khi ra mắt và cho đến giờ. Khi xuống mức giá còn loanh quanh 1 triệu đồng thì vẫn khá không tệ so với mặt bằng chung. Máy được trang bị con chip xử lý Snapdragon 821 4x và dung lượng RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB cho khả năng lưu trữ tạm ổn đối với các anh em không thích cài quá nhiều game trên điện thoại cũng như khả năng đa nhiệm tạm được cho đến thời điểm bây giờ. Khả năng chơi game của con máy này đến giờ được đánh giá ở mức trung bình thấp khi chỉ có thể cân mượt các game cũ hoặc các game 2D thôi. Còn các game nặng hiện nay thì đuối rồi. Trong khi đó do giao diện Sen vẫn tương đối nặng kết hợp phải gánh bộ dịch vụ Google nên máy sẽ có hiện tượng vuốt trượt hơi lag ở ngoài màn hình khi so với tiêu chuẩn hiện nay. Vì vậy chúng ta cần phải tối ưu khá nhiều kiểu như tắt hết các ứng dụng nền và cài các bản like của ứng dụng mạng xã hội chẳng hạn. Bên cạnh đó,
Do sử dụng một con chip cũ và bộ dịch vụ chạy ngầm tương đối nặng nên máy sẽ nóng nhanh ở phần lưng khi sử dụng lâu. Anh em nên xài ốp cho đỡ khó chịu. Cuối cùng là về camera và thời lượng pin. Nhìn chung, khả năng thể hiện của chiếc U Ultra cho đến giờ ở hai hạng mục này so với mặt bằng chung cũng ở mức trung bình. Camera chính 12 megapixel với tính năng lấy nét theo pha tương tự các điện thoại cùng thời điểm đến từ Apple hay Samsung cho chất lượng ảnh khá tốt, chi tiết nhưng tốc độ không được nhanh cho lắm cũng như chụp đêm khá nhiều. Khả năng quay video tạm ổn, còn camera selfie thì tương đối tệ. Thời lượng pin ở mức trung bình do dung lượng khá thấp, chỉ 3000 mAh cho thời gian sử dụng trong ngày. Nó hỗ trợ sạc nhanh tối đa 18W và có thể sạc đầy trong vòng 1 tiếng rưỡi, một kết quả có thể coi là tạm chấp nhận được. Nói tóm lại, chiếc HTC U Ultra này có thể nói tiếp tục là một sản phẩm HTC về tổng thể không được đánh giá cao cho lắm khi ra mắt, và đến bây giờ, những dấu vết về nguyên nhân không được đánh giá cao cũng đã lộ rõ. Thiết kế của con máy này nhìn chung ở mức trung bình, phần mềm ổn về hình thức nhưng kém về khả năng hỗ trợ cũng như khoản spam quảng cáo thì chịu rồi, pin trung bình. Hiệu năng trung bình, kén sạc, kén cả tai nghe, kết hợp chiến lược marketing yếu kém khiến chiếc máy này thất bại cũng đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu khi xét về tầm tiền bây giờ, thì việc sở hữu một con U Ultra là không tệ đâu anh em ạ. À.